nhịn ăn, nhịn uống trước phẫu thuật có vai trò then chốt trong việc đảm bảo cho cuộc gây mê được an toàn, tránh được những tai biến không đáng có thể xảy ra trong quá trình gây mê và giúp cho ca mổ diễn ra thuận lợi, thành công. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, thời gian nhịn ăn uống tối thiểu trước phẫu thuật đối với chất lỏng sạch như nước lọc, nước hoa quả không có ga, nước trà, cà phê hay nước carbonate là 2 giờ. Sữa tươi, sữa đặc là 6 giờ và các loại thức ăn lỏng đặc như cháo, súp là 6 giờ. Ở những người có bệnh béo phì, tiểu đường, nếu ca mổ tiến hành muộn trong ngày, nên uống thêm dung dịch carbon hydrate lỏng trước 2 đến 3 giờ phẫu thuật để có thêm năng lượng. Điều này làm giảm cảm giác đói, khát và tăng cường hài lòng của người bệnh và đã được đưa vào khuyến cáo của chương trình tăng cường hồi phục sau phẫu thuật. Với các bệnh nhân nhập viện trước mổ một ngày, đêm trước phẫu thuật có thể ăn uống sinh hoạt bình thường. Giờ nhịn ăn có thể từ 12 giờ đêm đến sáng. Tùy vào giờ mổ, chúng ta có thể uống thêm các loại nước ép như nước ép táo, dung dịch carbon hydrate hoặc nước lọc trước khi vào phòng mổ 2 đến 3 giờ. Nhịn ăn uống giúp phòng ngừa việc hít các vật thể lạ, chất nôn vào đường thở có thể gây sặc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân cần kết thúc bữa ăn cuối khoảng 8 tiếng trước khi lên phòng phẫu thuật.